Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello teacher. Hello, how's it going? How have you been? Are you good? Are you watching football right now? Are you watching football right now? Sao con? Mới tải được cái snap camera của anh. Mới tải snap camera đâu rồi? Mở lên cô xem nào. Cô cứ đợi con một tí, con chuẩn bị đã. Thế con có đang xem bóng đá không thế? Đang có Việt Nam với cả Đông Timor đúng không? Ừ, hình như là không vào quả nào nhỉ? Đang hòa không đều à? Hết giờ chưa? Full time chưa? Vẫn đang hiệp 2 cô ơi. Vẫn đang hiệp 2 à? Vẫn đang hiệp 2. Thế Việt Nam có định thắng không vậy? Thằng Đông Timor nó cứ làm sao ấy cô. Chứ chắc là vậy đâu cô. Cô nhớ là bóng đá nữ. Bóng đá nữ hình như là xử Campuchia 7-0 đúng không? Tất cả đi. Ok, chúng ta sẽ học tiếp nha. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều quiz lắm. Nên chúng ta sẽ xong nhanh phần này. Quê cô. Ronaldo của Indonesia đấu với Việt Nam hơi lạ đấy cô ạ. Của Indonesia. Con đây mà cô. Có một cầu thủ tên là Ronaldo luôn. Vâng, cô hình như là cô có xem một cái TikTok liên quan đến cái cầu thủ Ronaldo đấy rồi sao, xong bình luận viên còn cười sao không biết. Ông Ronaldo đấy xong lại có Beckham nữa. Indonesia có lắm người lắm cô. Có kêu ba Indonesia rồi giờ là Ronaldo xong cả Guatemala. Ok ok. Cô lại không biết về mấy cầu thủ của Đông Nam Á. Chả biết. Cho con tên TikTok của cô đi ạ. À. TikTok của cô á? TikTok của cô là thế này. Cái gì đâu, cô toàn dùng để cô share TikTok chứ cô. Ok, unit 6, what a great job. Chúng ta vào bài nha. Lesson number 1, where did you work? Ok, rồi, chúng ta sẽ vào bài luôn nhé. Chúng ta sẽ xong nhanh cái phần này, chúng ta sẽ quiz. Ok, task 1, read the text. Which pictures show Nina and which show Julia? Ok, bây giờ chúng ta nhìn vào bài đã chưa phải trả lời câu hỏi. Theo như con nhìn thấy thì đây là cái gì? Chúng ta có những cái câu hỏi này, chẳng hạn như là where did you work? What did you do? Did you enjoy it? Và mình ở dưới có câu nói của các bạn Nina và Julia. Cái đây gọi là cái gì? Giống kiểu một người nói từ phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn đúng không? Kiểu khảo sát. Ok. Students at work. Các bạn này đều là bao nhiêu tuổi nhỉ? Nina and Julia are 14 years old. Các bạn ấy mới có 14 tuổi thôi. Ok, 14 years old. But they are talking about work. Nhưng mà họ nói đến việc làm, có nghĩa là các bạn này đi làm rồi phải không? Các con nghĩ là các bạn này đang đi làm không? Có ạ. Các bạn ấy đang đi làm. Ừ, vì sao là ở cái độ tuổi nhỏ như thế, 14 tuổi là tầm các con đấy. Cái này thì tất nhiên là đây không phải văn hóa của Việt Nam rồi, mình ít khi gặp lắm, nhưng mà ở nước ngoài thì họ sẽ có những cái gọi là một cái hoạt động, mình sẽ tìm kiếm cái việc làm bên ngoài sao cho phù hợp với mình và mình sẽ nhận việc để như là một cách để mình học tập, nhận trách nhiệm trong cuộc sống ấy các con ạ. Đấy, kiểu như thế. Lấy kinh nghiệm đấy, cô. Để lấy kinh nghiệm và cũng để cho mình một chút cái trách nhiệm, kiểu như là khi mà mình nhận công việc này thì mình phải hoàn thành những cái việc như thế nào. Đấy, nhận trách nhiệm ngay bé luôn. Thì lớn lên thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ đó. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ xem là bức tranh nào là Nina và bức tranh nào là Julia nhé. Ok, cô sẽ là người đọc câu hỏi đi. Còn cô sẽ gọi hai bạn đọc giúp cô cái đoạn. Một bạn làm Julia, một bạn làm Nina. Con nào đấy? Nào đây? Con tên là Quyên. Con. Quyên. Rồi, bạn Quyên. Bạn Quyên làm Nina. Ok, where is your work? Tino. Rồi. Quyên. Câu hỏi con đọc câu của Nina nhé. I work. Where did you work? In a cafe. Cafe. What did you do? I work at a cafe. Cafe. Rồi, Quyên tiếp con. Chưa kịp đọc mà cô. Thế á, bạn nào vừa đọc thế? Cô hỏi bạn Quyên nhá. Rồi, câu tiếp theo này. What did you do? I cleaned the tables and washed the floor, and I also served the customers. Serve the customer. Customer. Đúng không? Rồi, con đọc ở đấy được rồi. Con đọc lại đầu thôi để mình nhanh mình qua xem là tranh nào là bạn Nina. Ok, did you enjoy it? No, I didn't. I want to work in a coffee because I like cooking. But I didn't know any cooking all well. Oh, wait. Rồi, cô thấy con cứ đọc nhầm về cafe này. Coffee là cà phê, là thức uống đúng không? Nhưng mà cafe thì là quán cà phê. Nó khác nhau đấy. Nếu mình đọc là I work in a coffee thì cũng không đúng đúng không? Phải là I work in a cafe. Rồi, ok. Vậy bạn... Đức An nói giúp cô là bạn nào là bạn Nina? Nói về tranh đúng cô? Đúng rồi con. Bức tranh I think it's a picture 1 and picture 2. Picture 1 and picture 2. Okay. Where does she work? She work in a cafe. Okay, and what is she doing in the second picture? I think she's washing the floor. Yes, she is washing the floor. Okay, very good. Rồi, cô cảm ơn Đức An, cảm ơn Quyên. Bạn ICR951. Cô đọc có đúng không vậy? Ok, con sẽ giúp cô đọc cho cô một cái câu đầu tiên của bạn Julia nhé. Ok, where did you work? I work for a TV company. Yes, ok. What did you do? Đọc cho cô hai câu đầu thôi. I worked in the office of the TV company. I start at 10 o'clock and finished at 6 o'clock. Okay, did you enjoy it? Yes, I did. At first, I was worried because I didn't want to work in the office. I wanted to work in the TV studio, but the staff were all very nice to me, and I learned a lot about the business. Okay, very good. Cô chỉ sửa cái từ này thôi, con đọc là studio đúng không? Studio chứ không phải là như kiểu study để học đâu, mày đọc là studio nha. Rồi, ok, very good, cảm ơn con. Bạn Hồng Ngân có thể nói giúp cô là bức tranh mà miêu tả bạn Julia là bức tranh nào? Cô gọi Hồng Ngân đúng không? Alo. Hi, không thấy. Ok, bạn Hữu Nghĩa. Yes. Ok, so which picture is describing Julia? Which picture is describing Julia? Bức tranh nào đang miêu tả bạn Julia? Picture 1 and 2. Okay, so the last two picture are describing Julia, right? So she has blonde hair, and where is she working? Where is she working at?
She worked in a company. She is working in a company. Where exactly is this room? Where exactly is this place? Office. Okay, she's working in an office. Okay, very good. Okay. Đúng rồi, rất là tốt, rất là tốt. Thank you. Cảm ơn bạn Hữu Nghĩa. Ok, cô sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm bài này. Mình sẽ xem là các câu này đúng hay là sai. Nếu mà đúng thì điền true, còn nếu mà sai thì điền false, là chữ F, đúng không? Ok, câu 1 các con nói cho cô biết là từ khóa là gì? Cái keyword trong câu 1 ý. Nào, cái câu 1 này này, từ khóa mà chúng ta cần để ý ở đây là gì? The same way cho cô. Các con có thể nói thoải mái, thoải mái. I think it's me and Julia are 14 years old. Ok, thì cô là con sẽ tìm cái từ khóa ở trong câu ấy. Tìm từ khóa. Thôi để cô gọi đi. Từ khóa thì các con gạch chân cho cô màu đỏ nhá. Ok, câu 1 tìm giúp cô từ khóa thì bạn Đức An này. Câu số 2 là bạn An. Bạn An gạch chân giúp cô cái từ khóa ở trong câu số 2. Nghĩa là con làm câu 1 làm câu 2 à? Con làm câu 1. Bạn có một bạn, có một bạn tên là An, có một bạn chỉ tên là An thôi. An là câu 1 này. Gạch chân từ khóa và điền luôn đúng hay sai nha. Đức An câu 1. Có một bạn tên chỉ tên là An thôi. Thì cô cũng không biết là bạn ấy có đây không? Con có đây không An? Nhiều quá. Yes. Ok, rồi. Rồi cô nghe con. Nếu gạch chân từ khóa sau đó điền true or false. Câu số 2, chúng ta à, câu số 3, bạn Bill Gates. Bill Gates có đây không? Con. Alo alo. Có. Ok rồi, con là câu số 3 giúp cô. Rồi, tắt mic giúp cô. Câu số 4 là bạn Đặng Thị Minh Ngọc. Minh Ngọc có đây không con? Bạn nào đang mở mic tắt mic giúp cô nhá. Thôi để cô tắt. Rồi. Gạch chân từ khóa, sau đó điền true hoặc là false, sao cho đúng. Đức An nhớ gạch chân từ khóa cô nhá. Gạch từ cô. Đâu con, gạch trong bài á. Vâng hả? Không, ý cô là cái từ mà con cần để ý trong một câu hỏi. À, đấy là từ khóa. Còn nếu mà con muốn gạch thông tin thì con có thể gạch trong bài được nhá. Gạch cũng được, càng tốt. Ok, câu cuối cùng là bạn. Câu 4, bạn Minh Ngọc có làm được cho cô không? Con. Alo. Minh Ngọc. Không thể nói gì. Không thể nói gì, cô gọi bạn khác nhá. Bạn, đâu, không phải bạn Tina, mà bạn câu số 5, bạn Tina. Và câu cuối cùng, chúng ta có bạn Trương Khánh Linh đi. Tự nhiên nhìn ra ngoài, tưởng chớp. Trương Khánh Linh. Ok, xong rồi. Tino TV chứ. Con đang định làm vlog à, giờ hay gì. Tino TV. Rồi. Ok. Đấy, Trương Khánh Linh và bạn Tino làm cho cô 4 và cô 5 nha. Rồi, Đức An. Are the same age. Ok. Đúng rồi, con gạch. Vừa đúng từ khóa, vừa đúng thông tin trong bài rồi. Rất là tốt. Rồi, An cũng làm giống như vậy nhá. Giống bạn Đức An nhá. Ok, từ khóa là gì? Và thông tin trong bài ở đâu? Thông tin thì nó hơi bé. Con có thể cho cái phông chữ nó nhỏ đi một tẹo thì mình gạch được. Không bôi một lần thì nó bôi thành hai dòng chứ. Hơi to. Rồi. Cô ơi, em không biết nút gạch chân á. Có cái phần draw con ạ. Draw con có thể chọn cái uốn lượn cũng được. Mà cái đường thẳng chéo này cũng được. Đường thẳng chéo thì nó sẽ thẳng cho con. Còn cái kia thì mình có thể vẽ kiểu freestyle. Giời ơi, bạn Hiển. Nói cái gì trong lớp đây?
Lớp em có người được đưa bóng trong chung kết SEA Games. Ừ. Chị nè. Thế nhưng mà em nghe nó em Hiển điều ơi, thật. Hiển ơi, con nói thật cái gì trong lớp thế này? Ừ, tôi nghĩ là nó cũng có một khả năng đấy chứ. Những bạn nào mà kiểu học giỏi này, hoặc là rất là nổi bật trong các hoạt động của trường ấy, thì thường được đi. Bạn Quyên được 10 điểm tiếng Anh. Wow. Nhưng mà... Congratulations. Con có thi ITMC. Con có thi đi thi toán bằng tiếng Anh. Con được giải khuyến khích rồi. Trời ơi, giỏi đấy, nhưng mà nó là cấp gì hả con? Nó là cấp từ các cấp ý cô. Cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, cấp gì? Ý là nó, cái... nó là cái cấp quốc gia, cái nào cũng cấp thi được hết cô ạ. Nhưng nào cũng thi được. Thế á? Giỏi á. Rồi, congratulations. Wowzer. Bắt đầu quên. Nina, câu chữa cầu bạn An số 2 này. Nina and Julia are at school this week. Tuần này, bạn ấy có, các bạn ấy có ở trường không? Ok, rồi, từ khóa của chúng ta là at school this week. Đúng. Thế thì cái thông tin con kiếm được ở đâu hả, An? Con kiếm được ở đâu? Con để gạch chân giúp cô ở trong bài được không? Bạn Minh nói cái gì trong lớp đấy? Các con nói linh tinh quá, cô bảo của thầy Vương xử lý rồi. Trời ơi, các bạn ấy cũng là chia sẻ thông tin thôi, có gì đâu. Nhưng mà nó quá khó khăn lắm, cô nó là tầm phút la. Cô là người hỏi thêm thông tin, chả có gì đâu. Cô là người... Game 31. Em muốn được nhưng mà em không đọc khoe. Cứ nói thôi, có gì đâu con. Thực ra là cô thì không có vấn đề gì, nhưng mà có thể có người nhìn nhận cái câu nói của con là một sự chia sẻ, nhưng có người lại nhìn nhận nó là một sự khoe khoang, thì cái đấy mình cũng không thể kiểm soát được, đúng không? Cái nào mà các con thấy mình thoải mái khi mình nói ra ấy, thì các con nói thôi, chẳng có cái vấn đề gì. Đó, cô thì bình thường. Cô thấy sau những ngày ôn thi thì cô vui chứ sao. Ừ. Ok, rồi. Mấy ngày ôn thi không? Rồi, chúng ta sẽ có cái câu của bạn An ấy, nó mình sẽ tìm được thông tin ở đây. But they weren't at school. But they weren't at school. Let's say they were doing work experience. Nina and Julia có đang ở trường không đúng không? Là hiện tại. Mình xem nào. And go to school in London. But they weren't at school last week. They were doing work experience. Of course, they didn't earn any money. And this week, they are back in the classroom. Đấy. Mặc dù chúng ta có cái câu à. Họ không ở trường tuần trước, nhưng mà mình đang nói tuần này cơ mà, đúng không? This week. Thế thì mình phải tìm cái chỗ nào có this week ấy. This week ở đây, đúng không? They are back in the classroom. Chỉ có tuần trước là các bạn không đi học thôi, các bạn đi làm. Nhưng mà tuần này các bạn đi trở lại lớp rồi. Nên là câu của bạn An phải là gì? Phải là true, đúng không? Đấy. Cẩn thận nha. Bill Gates có làm chưa thế? Trương Khánh Linh, con gạch được từ khóa rồi chứ con đã điền true hay là false chưa? Điền thì mình mới biết được là đúng hay sai chứ, đúng không? Rồi, both Nina and Julia worked hard last week. Ừ, đúng không? Từ khóa là work hard và last week rất là quan trọng. Rồi, ok. Câu hỏi chữa câu của bạn Tino. Nina likes her job more than Julia. Nina thích cái công việc của cô ấy hơn là bạn Julia. Rồi, đúng rồi. Thế Tino ơi, nói giúp cô là cái phần thông tin này con tìm được ở đâu thế? Đâu rồi? Cho con đi vệ sinh. Chờ đó đó. Ok. Chữa câu của bạn nào? Con Trương Khánh Linh này. Con đi vệ sinh đi. Rồi vào đây cô hỏi. Both Nina and Julia worked hard last week. False.
cả hai bạn Nina và Julia đều không làm việc chăm chỉ vào tuần trước á. Con kiếm thông tin này ở đâu ấy? Khánh Linh à? Con so sánh như thế nào? Con tìm thông tin ở đâu? Cả hai bạn đều làm việc chăm chỉ. Em không thấy họ nhắc đến cuối tuần cho nên là không đoán là sao. À không, last week thì chắc chắn là tuần trước các bạn, cả hai bạn này đều đi làm mà. Đúng không? Họ đều work doing work experience này. Thì chắc chắn là các bạn ấy có đi làm. Nhưng mà cô nghĩ là cái thông tin mà mình cần quan tâm ở đây thì có phải là hard hay không thôi. Các bạn có làm việc chăm chỉ hay không thôi. Có chăm không? Cả hai bạn. Có. Có à? Có. Đâu? Có cho cô cái thông tin được không? Nina thì rất là bận rộn. Bạn Nina thì phải dọn bàn này, rồi lau nhà các thứ, rồi phục vụ này, mang đồ ăn ra cho khách này, làm việc từ sáng sớm. The cafe open, okay, but I didn't stay until 6 o'clock. We were all really busy, rất là bận rộn. Okay. Nina thì chắc chắn, bạn Julia chắc chắn rồi, làm việc rất là nhiều. Từ xa thì bạn cũng rất thích cái công việc này đúng không? I was busy all day. Đấy, là busy. Rồi. Ơ, thế bạn Bill Gates thì sao? Không làm à con ơi. Đứa bạn khác làm với cô. Trời ơi, không biết làm. Rồi, cô mở luôn đáp án rồi. Ok. Cô. Cô sẽ gọi một bạn làm giúp cô, tìm giúp cô, giúp cô cái từ khóa của câu 3 nha. Bạn là cô Hương chưa xấu đâu. Bạn là cô Hương siêu xấu. Bạn cô Hương siêu xấu đâu rồi? Không nên gọi giặc đâu cô ạ. Thế rồi gọi cái ta để gọi cái giặc cô. Đức Minh. Em lại là như thế. Chino làm câu số 5 cơ mà. Sao con lại gạch câu số 3 vậy? Hay con đây là Bill Gates hả? Trời đất ơi. Thôi được rồi. Last week, Lina and Julia both worked 9 hours a day. Cả hai bạn này đều làm việc 9 tiếng đồng hồ một ngày. Tính như nào rồi? Nhìn ở đâu biết 9 tiếng? Chắc chắn là không phải đúng không? Thế thì Đức An nói giúp cô là Nina làm mấy tiếng và bạn Julia làm mấy tiếng? I start early in the morning at 6 o'clock. Then the cafe open at 7 o'clock and close 6. Nghĩa là từ 6 nghe từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nhưng mà nếu mà theo giờ là khoảng 12 giờ nữa làm ở đấy. Nhưng mà với cô ấy thì cô thì sẽ làm đến 2 giờ chiều thôi. Nghĩa là Thế là độ khoảng 8 tiếng ạ. 8 tiếng thôi cô. 6 giờ đến 2 giờ thì là 7-8 tiếng đúng không? 8 tiếng, đúng rồi. Thế còn Julia còn làm bên kia, còn ở bên kia là cô ấy làm lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều thì đúng độ khoảng 7-8 tiếng ạ. Đúng rồi. Thì có nghĩa là cả hai bạn ấy đều không làm lúc 9 giờ. Ok, từ khóa của chúng ta là 9 hours. Rồi, ok, xong. Cô sẽ next sang phần sau luôn nha. Cảm ơn bạn Đức An. Okay, read the text again and find these words, then match them to the sentences 1 to 6. Okay, đây chúng ta nhìn trên bảng đã thấy 6 câu. 6 câu này chính là 6 cái định nghĩa tương ứng với 6 từ mà họ cho, như là boss, busy, customers, earn, office và staff. Cô nghĩ là các từ này con biết nghĩa tiếng Việt của nó rồi. Nhưng mà để sang xem tiếng Anh thì mình có nối được không nhá. Cô sẽ gọi 6 bạn. Ok, bạn nào làm thì nhắn vào trong chat giúp cô. Bạn nào có thể làm được. Như bạn Bill Gates lúc nãy, cô tưởng con làm được. Không cô. Nhưng mà con lại không. Con lại không, không điền. Con nào? Đức An à? Bật chat đi cô. Cô bật chat con, cô. À thế à? Chắc là thầy Vương tắt đấy. Thấy chưa?
Ok. Ok. Nhắn từ từ thôi, một lần thôi cô biết. Bill Gates có làm, có viết được không hả con? Lúc ấy cô gọi con, cô chả thấy con đấy cả. Bạn Đức An sẽ làm câu cuối cùng cho cô đi. Lúc ấy con làm câu đầu tiên, bây giờ con làm câu cuối cùng đi. Cho nó khác lại. Bạn nào nữa nhỉ? Sushi, Baka là gì? Không biết đâu nhá, cô cứ gọi thôi. Con làm được đúng không? Làm được là phải. ECA. Hôm nãy cô gọi thiếu bạn nào không? Jerry, câu số 3. Câu tiếp theo là bạn Hiển, câu số 4. Bạn Hiển lúc nãy cô thấy con nhắn linh tinh ở trong chat lắm nhá. Sao không được viết linh tinh như vậy đâu nha. Tôn trọng ý kiến các bạn khác chứ đúng không? Ok, bạn nào đấy nhỉ? Mi là não con kiến. Làm không? Con có làm không ạ? Rồi, câu cuối cùng là bạn... và những bạn cô gọi rồi. Đức Minh. Đức Minh làm không? Đức Minh làm không? No á? Không chấp nhận no nhá. Thế rồi. Bill Gates làm không? Có làm được không? Làm thì cô gọi. Không tweet đi. Cô như cái bảng cô che mất sao cô? Nhá. Cô các con bị che à? Cô chỉ mở cái chat với cả... Hôm nay cô mở cái annotate để test cô nên nó bị như có, nó bị che mất một ít. Giờ hết rồi cô. Ok con. Rồi. Jerry con lại viết như này à? Con có phần text mà đúng không? Con có phần text thì con có thể... Không. Hôm nay là con dùng cái khác. Điện thoại mới. Oh. Ok. Ui, cô viết to nhá. Viết phải to nhá. Bạn nào gạch một phát ở đây này, cô xóa cái gạch ấy đi nhá. Xé hết cả bảng. Rồi, Bill Gates, con cũng đang viết bằng ấy à? Con cũng đang viết bằng máy tính à điện thoại à? Rồi, customer viết này á, và viết là chữ O á con, nó là cost chứ không phải là cost đâu. Đúng không? Customer cơ mà. Em viết nhầm. Ừ, viết lại không được. Không là mình bị nhớ nhầm đấy, thì sau mình lại viết sai. Ok, cô sẽ chữa cho cái câu mà con đã làm rồi nhé. Câu số 3. When you have a job, this person tells you what to do. Ok, nghe nói thích. Khi mà bạn có việc làm thì người này sẽ là người bảo bạn phải làm cái gì, có nghĩa là giao việc cho mình đúng không? Đúng rồi, boss, chúng ta có boss. Boss là sếp và là sếp. Đúng rồi, có mỗi từ đấy thôi đúng không? Sếp. Boss là sếp. Number 2 của bạn là Isia. These people buy things in shops or cafes. Những người này thì mua đồ ở trong các cửa hàng hoặc là quán cà phê. Ok, chúng ta có customers. Ok, customer. Có một từ nữa cũng có nghĩa là khách hàng, nhưng mà con không biết con có biết từ này không. Nó là từ client. Đúng không? Con biết customer khác client như nào. Cô Việt Nam một không rồi cô. Việt Nam một không à? Tốt. Thích hơn Việt Nam. Rồi cô quay lại. Customer thì khác client như nào. Đúng không? Con biết. Các con biết từ client đúng không? Nó cũng có nghĩa là khách hàng. Bạn nào biết? Có thể nói. Customer khác client như thế nào? Nó viết khác à? Làm bọn à? Nhưng là nó viết khác rồi. Nhưng mà mình sử dụng nó trong trường hợp khác nhau. Customer thì như là con thấy định nghĩa số 2 ấy, người ta sẽ vào cửa hàng và mua đồ đạc, có nghĩa là mình có thể cầm nắm được. Nhưng mà clients thì họ cũng đi mua, nhưng họ mua dịch vụ chứ họ không mua đồ. Đấy, customer mình bán cho họ đồ đạc mà cầm nắm được, còn clients là mình bán cho họ dịch vụ nhá. Chẳng hạn như là client trong một cái trường hợp là luật sư chẳng hạn, mình đi thuê luật sư thì mình là client. Đấy, nhưng mà nếu mà mình vào siêu thị mua đồ thì mình là customer, chưa? Đó. Ok, chúng ta sẽ câu 4 này.
These people work for a business. These people busy á? Hình như không phải rồi. Mình đang cần tìm these people, những người này cơ mà. Những người nào? Những người này làm việc cho một công ty, một doanh nghiệp. Ờ, thì làm sao mà con lại điền tính tìm được, đúng không? Thử làm lại giúp cô. Ôi, cô chơi busy à? Mới ok thì cô. Ừ, có, chắc chắn là có, chắc chắn có, yên tâm. Chỉ sợ cô không biết đúng là Việt Nam ăn được 2 quả rồi cô ạ. 2 luôn. Vâng. Trời đất ơi. Thế mà bây giờ mình mới vào để cả một cái hiệp một chơi chán như thế. Phạt, đúng rồi. Việt Nam chỉ tỏa sáng ở hiệp 2 thôi. Tỏa sáng hiệp 2 và điểm nhấn ở anh ngủ lô diện phút cuối cùng mới là gay cấn. Rồi, nhưng mà Đông Timor thì chắc chắn là mình đánh giá là kém hơn rồi đúng không? Nên là chắc không có cái lý gì mà lại thua cả. Chỉ là thắng sớm hay thắng muộn thôi. Ok, số 5 này. These, there are usually desks, phones and computers in this place. Ok, bạn Bill Gates làm đúng rồi. Có làm đúng không? Có làm office đúng không? Office là văn phòng. Văn phòng thì mình sẽ có rất là nhiều đồ đạc liên quan văn phòng, máy tính, rồi tủ, rồi điện thoại, bàn ghế gì đó. Ok, office là văn phòng. Đức An, this means to get money for doing work. Ok, earn money. Đúng rồi, earn là đạt cô. Có cần khoanh cô? Khoanh kiểu như tìm mà từ ấy cô. Tìm từ đấy ở trong bài á. Vâng ạ. Thì cô thấy con cũng khoanh rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi, đúng. Earn money, đúng rồi. Là kiếm tiền nhá, earn money là kiếm tiền. Thì các bạn, bạn Sushi Baka này đã làm chưa? Không làm à con? Rồi, cô gọi bạn khác vậy. À, thế con nói cho cô vậy, con nói cho cô vậy. Câu số 1 con sẽ điền từ gì? Không biết được đúng không? Thế nói vậy. Con đâu rồi? Alo. Cô là Beauty. Okay, this means you're working hard and have lots to do. Đúng rồi, busy, bận rộn. Làm việc chăm chỉ và có rất là nhiều thứ để làm trong ngày. Rồi, okay. Thỉnh thoảng chán quá thì mình kiểu keep myself busy. Kiểu nghĩ ra việc để mà làm. Rồi, thế có nghĩa là câu của bạn Hiển, mình sẽ điền từ gì đó con? These people stop. Work for a business. Stop. Sẽ điền từ staff. Okay, staff là danh từ. Nhân viên là dưới quyền của boss đấy, đúng không? Staff là nhân viên, boss là sếp. Customer là khách hàng, những khách hàng này là đi mua đồ đạc. Ok. Ở trong cửa hàng ấy. Busy bận rộn này, earn thì mình có cấu trúc là earn money là kiếm tiền. Và office là văn phòng. Rồi, ok, rất là dễ. Dễ quá chứ. The blocking of quiz. Ok, cô sẽ nói qua về quá nốt về cái thôi từ từ con viết nó hiển ơi, con này. Ok, hát simple thì câu cái này chắc con biết hết rồi, cô chỉ nói qua thôi. Những cái unit trước thì chúng ta học về quá. Bạn Hiển ơi, sao con cứ viết lên trên màn hình vậy? Ok, những buổi trước chúng ta học về thì quá khứ đơn, nhưng mà là câu khẳng định đúng không? Thì cái đấy thì quá dễ rồi. Động từ chia bằng cách thêm ed, hoặc là nếu mà mất quy tắc thì mình sẽ tra bảng và phải nhớ những cái từ đó. Nhưng nếu mà câu phủ định thì sao? Phủ định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với didn't. Didn't là viết tắt của did not, sau đó cộng với verb nguyên thể. Còn câu hỏi yes no question thì chúng ta sẽ đảo từ đến đầu câu là did này cộng với chủ ngữ, sau đó cộng với verb nguyên thể. Còn nếu mà có từ để hỏi thì mình cứ đặt từ để hỏi đằng trước, biết là được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bài luôn nhá. Vào quiz luôn nha. Khi nào, trong khi chúng ta, cô mở quiz thì bạn nào nói giúp cô là khi nào chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Nhắc lại thôi, dễ thôi. Cô... Ơi nói là giơ tay, chọn giơ tay thế nào cô? Còn cứ nói đi, ừ. Ôi. Ngại cái gì? Nói đi. Thôi cô chọn giơ tay đi cô. Giơ tay à?
thì có mỗi con muốn nói thôi gì. Không nói đi. Nói. Con nghe thì quá khứ đơn diễn tả một hành động trong quá khứ và kết thúc ở ngay trong quá khứ á. Đúng rồi, hành động đã xảy ra trong quá khứ và cũng đã kết thúc rồi. Và trong câu thì chắc chắn là sẽ phải có. Mình có phải Quyên vừa nói không? Vâng. Ừ. Nói cho cô là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn là gì? Là yesterday, ngày hôm qua. Tất cả những cái trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ đúng không? Quá khứ. Đúng rồi. Yesterday này, bao nhiêu năm, bao nhiêu một khoảng có thời gian cộng với ago. Có vài từ không nhớ trong động từ phân từ 2. Yesterday, then, when, last night, this month. Đúng rồi, rồi last ago, yesterday, year, a week, month, a week ago, ago 2 days ago. Đúng in rồi. 2003. Không. Đúng rồi. Khuẩn phô ra đấy. Nhưng mà em không biết. Khỏi thế. Rồi, ok. Thực tế em có cái quyển đấy là em tra luôn. Thực ra cô thấy là mình học nhiều thì mình tự nhớ được thôi chứ. Đến bây giờ mình cũng chả phải cần phải tra nữa. Ok. Em có bài tập gì không nhiều? Cũng chẳng có bài tập gì được nhiều lắm ở phần PowerPoint. Thế các con vào link đi. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Cô thấy có 15 bạn vào rồi. À, trong lúc chờ đợi thì cô sẽ search xem là game của chúng ta. Cô cho các bạn xem trạng thái đi cô. Thôi, được rồi. Ok. Thế nào. Việt Nam và Timor Leste đúng không? Anh vậy man. Con không thích đề vòng lầm. Thế trận áp đảo, tiếc nuối cột dọc. Thế là bao nhiêu rồi? Tỷ số dư nào? Này hơi xui quá, hơi nhỏ. Sì ơi, 31. Ôi ơi, mấy năm mày có một lần ý cô. Được. 2 năm thôi, không hiểu đâu. Cái Đông Nam Á nó bé tẹo mà các con. Có vài nước à. Để xem Đông Nam Á là có bao nhiêu nước nhá. 11 sao? Đó. Nước của 11 ạ. 11. 11 nước. 11. Cô muốn xem là có gồm những cái nước nào. Hình như là bố con cũng nói là 11 hay sao. Không biết cái gì. 11 nước à. Để xem là những nước nào nhá. Trời ơi, cô Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đông Timor, Philippines. Myanmar, Lào, cô rốt điểm Myanmar, Lào này, thấy ra là Cambodia. Giỏi thế. Giỏi thế. Năng lượng nhất là Myanmar, Việt Nam, Lào, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Malai, Singapore, Indo, Philippines, Brunei và Đông Timor. Rồi. Ok. Hôm trước con có cái hôm mà mình nghỉ học ý, các con có xem gì nhỉ? Gọi là khai mạc ý. Khai mạc SEA Games không? Có. Không ạ. Không à? Hôm đấy còn, cô còn... Hôm đấy con chuẩn bị thi. À, cô có một quả báo rồi nhưng mà trong tài báo Việt Vi cô ạ. Wow, phí thế. Cô hay cô hay nghe nhạc của ai nhất hả cô? Cô hay nghe nhạc. Cô hay nghe nhạc tiếng chó sủa lâu phai cực chiêu. Đùa thôi. Đùa thôi. Con có biết cái đấy không? Thế là không để ý nhìn nó cô. Thế chắc là cô xem TikTok quá 180 phút rồi. Này đứng ra có TikTok cô ạ. Tần sợ TikTok và nó hack máy của con. À không, con lời có máy. Trên máy tính có được xem TikTok à. Con có xem TikTok không? Nhưng mà thì sợ nó hack cho cô. Làm được rồi. Cô nhung là cô nào ạ?
Cô dừng nhá. Cô thấy là các bạn làm gần xong hết rồi. Còn não con kiến xinh đẹp là ai? Làm nốt đi con. Trời ơi, trời ơi. Là có cái bụt vậy. Không kìa, á, có vậy. Em tốt 12. Ai, tốt 12 á? An hả? Ok. Dạ. Có bạn tên là Ngọc. Em tốt 8 nhưng mà người ta gọi có mấy chuột đấy cô, đau chưa? Kia làm nốt nào? Linh đang làm này, kêu bạn Linh này có nhiều khả năng là top một bạn nào đó rồi đấy. Tổng xác định rồi. Em đi cô. Đi luôn đi cô ơi, em đi cô rồi. Nhưng mà trước khi đấy thì chúng ta sẽ làm cái festival trước.
rồi, tập trung vào màn hình, chúng ta sẽ xem sẽ quyết định luôn là chúng ta chơi cái trò nào bên mình nhá. Trông nữa cãi nhau mệt lắm. Cô nó cứ lốt đi mà mình sao mạng nó lé. Dạ. Quay cô, có trò mới nữa kìa. Thôi, cái tim chia buồn với đứa. Thôi dừng lại đi cô. Cô cá cô. Cô cực kinh quá rồi cô ơi. Cô cái bạn Linh số 3 số 5 rồi cô. Các bạn Linh lấy số 2 rồi. Số 1 của em. Ôi cô em đi cô. Đấy em. Cô bảo chưa qua tí nhá. Con nhắn gì trong chat là nhiều thế. Sao màn hình đơ đấy cô? Màn hình của cô á? Màn hình của ai? Dạ. Màn hình cũng vẫn thế hả? Cô vẫn bình thường. Con có vấn đề gì không? Nó cứ đứng. Nó cứ kiểu hơi lắc lắc giật giật đi cô. Đúng rồi cô nào. Trời ơi, các con nhắn cái linh tinh gì ở trong chat đấy. Bạn bạn Weibo nhắn nó hơi linh tinh nha. Thôi cô, hình như là Blackit có trò mới đấy cô. Cô. Blackit á, Blackit có trò mới nhưng mà. Blackit có cơ hội nhưng mà không thể vượt qua được thầy Văn Toản. Toản á? Sao gọi là thầy? Sao gọi là thầy? Đi ăn thích quả thế. I don't know. Có một cái nickname gì đó. Con chưa xong à? Rồi, đợi Blackit nhá. Đó, cô lại xem. Did he wake up before the alarm went off? Ok, went off còn có nghĩa là kêu. Đồng nghĩa với cả từ ring. Đấy, go off bằng với ring. Bây giờ là con chọn did wake up mà sao nó sai nhỉ? Con chọn cái gì? Did con chọn did wake up sai thì báo mình nó sai. Thế á? Có thể cô cũng không biết đâu. Con tên là gì đấy? Con là ai? Con tên là gì? Để cô xem bên này là nó sai câu nào nào. Cô thấy tất cả mọi người đều đúng câu 1 này. Ít bạn làm sai lắm. Có vài bạn nào. Đó, check, chữa nốt để chúng ta sang Blackit nha. Did you enjoy the match? Cậu có thích trận đấu không? Rồi. Molly didn't pass the exam. Molly không qua được bài kiểm tra. The quiz wasn't difficult. Ok, the quiz ở đây chúng ta có danh từ số ít nên chúng ta phải chọn to be là was. Và mình đang phủ định nó thì mình phải chọn wasn't. Andy didn't buy a new shirt. Ok. Did you enjoy your trip? Đúng, phải cộng với động từ nguyên thể bởi vì đây là câu hỏi, có did rồi. Did she play tennis when she was younger? Ok, cô có chơi tennis lúc mà cô còn nhỏ không? Did your parents move to Australia in 1999? Yes, they did. Ok. Your parents là chủ ngữ số nhiều. Mà mình nhìn thấy ở đây thì chỉ có no, we didn't và yes, they did là số nhiều thôi. Nhưng mà they thì sẽ không bao gồm bản thân mình nên là mình phải chọn they này. My granny walks. Ok. Didn't stay, baked, cleaned. Đó. Giỏi phết đấy chứ. Đúng gần hết này. So. A lion. So là quá khứ của see. Was it a good football game? Okay, it là chủ ngữ số ít. Chọn was. Were the questions easy? Question là thêm s là số nhiều này. Nhưng mình chọn were. Sao nhiều bạn chọn did thế nhỉ? Vì sao lại chọn did ở đây? Làm sao chọn did được? Bởi vì easy. Easy là tính từ thì phải đi với to be chứ. Làm sao mà em đi đọc, với em did được? Đúng không? Easy có phải động từ đâu. Xong con được chữa lại câu này. Wendy's hair was short. Ok, tóc thì chắc chắn là không đếm được rồi. Nên là chúng ta sẽ chọn là what. Rồi, xong. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đó chính là Blackit. Mấy giờ rồi? Đây nó ra chọn mới nhỉ cô? Nhiều thời gian vẫn còn. Cô chưa chọn được con ơi. Tiền. Trời ơi, tiền. Nó phải có tiền là hiểu không? Hôm nay chúng ta sẽ chơi hai trò Blackit, cho nên là các con có thể chọn hai game. Yeah. Hôm nay con cầm bắt lại lớp cô. Mày thôi chơi fishing đi cô. Tower đi cô. Tower? Tower đi cô. Tower đi. Từ để xem đi chơi. Tower defense nha. Em chơi được cô. Cứ suốt ngày 5 phút à. Thôi chơi hai trò mà. Rồi, copy link này. Các con nhắn nhiều vào chat thật đấy. Cô không đọc nổi.
nữa sau chơi câu cá cũng được. Bây giờ mình chơi trao của defense. Vào luôn đi các con, không là muộn giờ lại không chơi được Excel đâu. Trò này thì vẫn là ôn về quá khứ đơn. Còn trò tiếp theo thì chúng ta sẽ ôn về cho nó chủ đề SEA Games một tí, cho nó thành kiểu trò chơi ấy con. Đấy. Rồi, bây giờ mình cứ chơi cái này trước đã nha. Nếu như không vào được bình thường thì vào bằng đường link và nhập code nhá. Ôi, cô quên mang nước vào đây rồi, khát quá. Cô sẽ phải tắt bớt những cái app khác đi, không là lát nữa máy của cô nó đơ. Cô ơi, cô thấy cái máy á, cô thấy mấy cái con á, mấy cái con hình ảnh đại diện thì con nào dễ thương nhất hả cô? Mấy con hình ảnh đại diện á, để cô xem nào. Nó cứ biến đổi nhỉ. Cô em thích con ngựa vì nó chạy nhanh cùng với tốc độ của em cô. Mà em chạy nhanh kìa. Nó đang ở trong chuồng. Cô thấy con chó kiểu husky này nhìn đẹp. Ôi, lần đầu tiên cô nhìn thấy con này luôn nhá. Lần đầu tiên cô nhìn thấy con khủng long hay là con cá sấu gì đây này. Đây là con gì vậy? Bạn sunflower ấy, bạn sunflower là con gì ấy? Nhìn kiểu hầm hố ghê ấy. Cô bắt đầu nhá. Cô nghĩ là đủ các bạn vào rồi đấy. Các bạn nào mà vào muộn thì chúng ta sẽ vào lại bằng đường link cô gửi. Vào sau nhá. À, cho mình chơi một lần rồi. Chơi một lần rồi. Không nghe con lại được gặp cô luôn. Em lắm đó cô. Ờ, đúng, cô thấy cũng thế. Đấy, nhìn con này ghê không? Nhìn của bạn Sunflower. Con nhím đẹp nhỏ, con nhím đẹp. Con nào đẹp đấy. Có một con như kiểu Black Panther ở trong này. Ta là ma đây. Cô chơi kiểu gì? Để cô vào máy của cô xem nào. Cô không biết chơi. Cô đã chơi bao giờ đâu. Cô đã được bao giờ chơi. Cô mấy con đơ rồi, cô không chơi được. Mà nếu không chơi được hay là rồi cô ơi, con out rồi. Vào lại đi con, vào lại bằng đường link của cô đi. Không vào lại được nữa cô. Không vào được nữa, nó kiểu như nặng quá, không vào được cô. What? Thôi được, con đợi cá sau nhá. Con đợi chó sau nhá. Con thử vào bằng kiểu mình nhập ID trên máy điện thoại xem có không được không. Không nhập được cô. Mình cái iPad còn phế hơn nữa cô. Trời ơi, chán ấy. Để cô thử mà. Right up, read up, fill up spots on your board. Cố lên nào mọi người, cố lên, cố lên. Có thể theo dõi bảng tổng sắp giống như cô đang xem. Bất cờ xem ai là thắng. Để cờ cái thằng tên của con. Con có thể bảo lại được chứ nhỉ? Sao lại không vào lại không được? Bảo được cô, con vừa vào 3 lần rồi nhưng mà vẫn cứ bị ao. Thế chắc do mạng đấy. Chí đấy. Cắn lây mạng rồi mà cô. Thế. Ừ. Mạng dạo này vớ vẩn lắm. Các con có biết sao thủy nghịch hành không? Sao thủy biết không? Sao thủy nghịch hành. Nó là một cái hiện tượng thiên văn. Mắt mình sẽ thấy sao thủy nó đi ngược chiều. Nhưng đấy không phải là sự thật, kiểu nó không phải đi ngược thật mà nó chỉ là hiện tượng thiên văn thôi. Vào những cái ngày sao thủy nghịch hành thì những cái vấn đề liên quan điện tử này, hoặc là về đường truyền mạng, hoặc là về giao tiếp thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó. Nếu như vậy thì các bạn cũng sẽ không chơi được cùng. Là tùy người. Tôi cũng không chắc. Có những người thì không bị làm sao cả, nhưng có người thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Difficulty increase. Skip the next 3 rounds. Ơi, Thomas Muller là con đúng không? Là con vẫn đang ở trong này đúng không? Cô, thế cô remove con nhá. Thế cô remove con, cho con thử bảo lại nhá.
Vâng. Đấy, cô nghĩ là kiểu mình phải remove đi. Con sợ chẳng có thời gian chơi nữa cô. Đấy vẫn còn hơn một phút, vẫn còn một phút rưỡi, yên tâm ba đi. Vào được không? Được rồi đúng không? Đức An. Rồi cô, con vào rồi cô. Ờ, con là con vịt đây đúng không? Final boss, a terrible enemy approaches next round. Đã còn 30 giây. Vẫn không chơi được cô à, vẫn không chơi được. Tí quá. Trời đất. Sao nhỉ? Ăn chơi được nè cô. Không bạn nào không chơi được của bạn Đức An không? Mấy bạn số không sao này không chơi được à? Buồn quá. Ok, 10 9 cố lên 8, mọi người, cố lên, 7, cố lên, cố 6, lên 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Ơ cô. Còn 5 phút thôi. Con được cô ơi, cô còn đóng một giây. Con được gặp lại cô ấy cô ạ. Ờ, ok, chúng ta có vị trí thứ nhất là Mèo Nhà Chồng. Vị trí thứ hai bạn Lê Hà Duy Thái. Và vị trí số 3 là bạn Trương Khánh Linh. Ok, rất là tốt. Cô sẽ chữa qua một chút nha, xem là có... Em tốt 8. Phải, đây là bài các con vừa chơi không nhỉ? Đúng đúng không? Đây là con bài con vừa chơi. Con được gặp lại cô ấy cô ạ. Được, chưa cô bán. Mấy lần gặp lại cô. Cái này thì toàn là đích đợt. Gần như là đúng rồi cô, hôm nay con được gặp rồi. Lại cô à, thế à? Mấy lần trước rồi. Còn con thì nghỉ cô. À, ôi ôi, phí thế. Nhớ quá. Đâu, có tên là gì nhỉ? Cô không, cô đang không biết là con là ai đang nói. Lê Thanh Hà cô. Lê Thanh Hà. À, Lê Thanh Hà. Ok, ok, ok. Con hay để cái... Thanh Hà hay con không để nickname gì không? Cô ơi, cô, con không hiểu sao lần nào cô không có bị sốt. Đau lòng quá. Bị lây covid từ cô. Trời đất ơi. Rồi chúng ta xem cái bảng xếp hạng tiếp theo nhé. Ông số 4 bạn TH này. Số 5 Sunflower. Số 6 Sussy Sus. Số 7 là bạn lập không biết. An, Jerry. Rồi ok, cái máy của cô nó đang có dấu hiệu lác lác. Bây giờ chúng ta sẽ vào sport luôn nhé. Vâng. Chờ cô tí, chờ cô xử lý cái máy ôi, của cô ôi, đã. Ôi, con ngu thể thao lắm. Chờ cô tí. Cô xử lý cái máy. Kiểu cái máy của cô ấy, nó hay dễ đi không cháu ấy. Sao đấy rất là phổ biến trên TikTok nhá. Sport. Cô ơi, cô cho rồi. 10 phút đi. 10 phút? Cô, bây giờ mấy giờ rồi mà nói 10 phút? Cô. Rồi bây giờ 7 phút cô. 19 phút rồi. Nào, trò gì đây? Fishing frenzy đúng không? Quá 9 giờ mà cô không sao đâu. Fishing đúng không? Con yeah. Đi game về xong con học luôn cô. Cháu ở đêm cô. Fishing frenzy. Lần này cô sẽ cho con 7 phút. Chết màn hình, chả lắm cô. 7 phút nhá. 7 phút được chưa? Cho thêm 2 phút nữa cô. Ok. Sao luôn nào? Phải phun rồi, link về, link về. 7 phút là nhiều hơn hẳn 2 phút bình thường rồi đấy. Báo đi con ơi, có link rồi đó. Đức An vào thử giúp cô xem được không nhá. Lần này không vào được, phí lắm. Cô nên vào cùng các con không nhỉ? Cô vào thử xem cô. Cô vào để cô thắng à? Mà cô vào cô sẽ vào. Cô không muốn vào bởi vì là cô muốn học thêm một vài từ liên quan đến thể thao. Đây cô sẽ vào cùng các con trên điện thoại. Quay cô cái avatar của con rồi chứ không cô thấy con thì con tham con là Quyên à? Đây hả?
sinh phết nhỉ? Ừ, hình như là mới sao ấy. Không có lâu rồi cô. Thế yeah, giờ thế mà giờ cô mới nhìn thấy. Cô tên là Mít Hương đúng không cô? Cô là con gà. Cô là con gà. Cô thử avatar đi. Gà đi cô. Avatar đi cô. Avatar xấu quá. Đổi cho ai? Đổi như nào? Có lại ghi là cô hơi xấu xấu thôi. Có cái phần đổi ở đây ao quên quen. Con lốp đi nhé cô. À, có nghĩa là cô được ấn vào đây á. Vâng. Thì cô sẽ chọn con chim. Cô dùng iPhone cơ. Cô dùng Samsung. Con thử cô dùng iPhone. Đây, Samsung hay nhiều cam hay lag lắm cô ạ. Đúng là cô lại thích dùng Android, cô không thích dùng iOS thôi còn. iOS cô lại thích Android được mỗi cái là pin nó không chạy cô ạ. Cô nhìn cái mặt avatar của cô là ngáo. Con chim, con cà chu hay sao? 27 bạn đi cô. Cô phải thay người khác. Nó xì tát rồi cô. Cô muốn skip không? Cô muốn skip không? Cô thấy con học tiếng Anh giỏi không cô? Nó xì tát đấy cô. Rồi, bắt đầu. Thì con của cô nè. Ôi, khó phết đấy con. Bởi... Ôi, có cái câu lạ lắm cô. Ôi, cô phút vùng chắc tưởng khác với nhau. Chơi trò này được đấy, chơi trò này được. Cô muốn học thêm một vài từ. Mít Hương đừng được nhất kìa. À, con không đúng được ngôn nào luôn. Ơ, sao cô lại sai? Ủa, cô đúng rồi cả. Trời ơi, cô cũng sai đây này. Cô cũng sai đây. Tưởng, không tưởng rồi đấy cô. Đúng rồi đấy. Ơ sao best form shoppable khác nhỉ? Ơ cô câu được con giày. Cô câu được cái giày. Con câu được cái gì? Ô cái này tao đang đây. Ừ à. Cô đợi con 3 phút trong khi lấy cái ăn. Hôm nay mình có nhiều thời gian để chơi. What is this? I don't know. Khó phết. Cô phải có từ ta biết sai chính tả còn. À, con chỉ đây đây một cái nét tinh tinh đong luôn. Ở đâu rồi sống đọc kinh này. Ôi cái hình này. Trò gì đây? Có thể là nó viết sai từ ba minh chuẩn đấy. Nhưng mà chọn vẫn đúng không ạ? Con gì này? Trời ơi, tránh ra! Cô ạ? Trời ơi, cô bấm sai mất rồi! Đèo con nhắn thường rồi, con bấm trộn mất. Cô sao cô bị che mà con lại không bị che hả? Hay là con là người làm cho mọi người bị che thế? Đâu, con đâu phải là người tạo ra cái phòng. Cô là người có trời nhiều ơi. Trò mình không tưởng ấy cô. Có cái trò table tennis và nói bảo ping pong rồi con chịu. Trời ơi, trò gì đây? À rồi, ok. Cô đoán bừa à cô? Không, có mấy cái cô không biết, chắc chắn là có phải đánh bừa rồi. Nhưng mà có cái biết thì... Trời ơi. Ôi, chọn bừa mà không đúng nè. Ôi, chuẩn luôn, thế là còn là đúng rồi, cô đánh bừa. Không sai. Không, có vài cái không đánh bừa được đâu. Đó, con đánh bừa đang này. Cô đứng số 2, cô đứng số 2. Trời ơi, trò gì này? Ai cứ câu gì ác quỷ thế?
trò gì đây? Có mấy từ nó viết sai chính tả đấy, con phải chọn chuẩn nhá. Ôi, cái nó cứ xoay xoay khó chịu ấy. Oh no. Con đã bảo rồi mà cô. Cô mà cô mà. Không thì con. Chúng ta còn 2 phút. Chưa tới 2 phút. Chưa tới 3 phút. Cô cho đến 2 phút nữa cô ạ. Thành 4 phút. Trời ơi, chào chị, tôi không bị đồn dối thế. Màn hình cô. Cô vẫn đứng số 3 thôi. Cô hôm nay lại có em đứng như thế lần trước không cô? Có gì ạ à, con? Nhiều trò lạ lắm cô ạ, Việt Nam không có. Cô, hồi... cô cũng chưa biết nữa. Dù ngày nào có nộp báo thể thao mà. Table tennis thì khác gì ping pong? Chọn ping pong hay table tennis? Con chọn ping pong đấy ạ. Ping pong đi cô. Ping pong mới đúng. Ping pong nó lại đúng với cô. Ping pong mới đúng. Trời ơi, chọn toán chọn sai thôi. Cô hack nó à cô? Không biết. Con chọn ping pong nó lại bảo sai cô. Tìm từng câu à? Câu được con đấy đi cô. Cô hack nó. Cô bạn chọn sai rồi này. Cô là người hack. Trời ơi, cô cũng chơi cho con vậy thôi. Nhân phẩm cô xấu quá. Có thể chơi với cô nữa. Trời ơi, cô vô tội, cô vô tội. Con hít lè cô. Còn chọn sai này. Sao còn mấy con ngạc cá gai xấu xí? Mấy con này nó chế hết rồi cô. Hình như cá gai là hơi nặng đấy con ạ. À. Hình như là chuẩn. Con nhìn thấy là cá gai rồi. Nó lên... Sao chọn baseball lại sai vậy? Sao chọn baseball lại sai? Cô hát nó mà. Cô là người hát rồi. Cá gai chết tiệt. Cô là người hát thế là người. Thế thì cô cũng là nạn nhân. Cô cũng là nạn nhân của sự hát này. Đấy là cô hát nó. Cô hát nó, cô là người tạo ra cái phong này. Trời đất ơi, trời đất ơi. Con này bấm liên tục. Rồi, cô tụt xuống số 7 rồi. Chúng ta còn khoảng 30 giây nữa nha. Cô tụt xuống số 7, con trái biết con tụt chỗ nào. Ừ, thì cô chạy nhanh thế, mà con chạy mãi như thằng điên thì chạy được. Ôi, mà yếu chán chả muốn nói cô ạ. Sao máy cô chậm đấy cô? Máy cô hết. Chậm. Cô không biết nữa. Máy cô đâu rồi? Cô tụt xuống số 9 thôi. Cô bay màu rồi cô. Bay màu rồi. Số 10. Vang rồi, máy của cô lại tối đen như mực lại rồi. Cứ cô okay. Em là người gây ra liên tiếp bao nhiêu vụ đi cô. Số 1. Còn thích dùng iOS cô ạ. Cô đứng có số 7 thôi nè. Con đứng số... Em đứng thứ nhất cô. Con đứng số 23, con cần sự cầu cứu SOS. Em đứng thứ nhất. Con đứng số 11, nó có cái tưởng là số 10 nào ngờ coi rồi đạp con xuống. Con đứng nhất đạp con xuống. SOS cô ơi. Nói trời ý mà là phải... Máy của cô nó lại à, đây rồi. Máy của cô quay qua phần nhất nè. Sắp cô ạ. Thế là bạn nào đứng thứ nhất? Bạn nào đứng thứ nhất thế? Linh cho Khánh Linh. Linh rồi. Máy của cô lại đơ con. Chờ cô một tí cho nó hồi. Máy của cô nó lại đơ rủi hờ. Nha, mỗi khi chơi một rocket thì cứ chơi lúc kia là máy cô đơ. Nặng quá ấy cô ạ. Chơi cao hút đi cô. Máy hút. Cao hút á? Cao hút hình như mình phải tự làm trò đúng không? Phải tự làm ra cái trò đấy đúng không? Mình phải đăng nhập tài khoản cô ạ. Ok, thế cô lại theo dõi chúng ta ở trên livestream vậy. Đấy, số 1 chúng ta có bạn Linh, Trương Khánh Linh này. Số 2 là bạn PH, và số 3 là bạn Sunflower. Tiếp theo chúng ta có bạn Tino này.
Nào đây. Mắm tôm. Số 6 là bạn gì không biết, không biết tên. Số 7 là bạn Mai, số 8 là bạn cô Hương xấu. Và số 9. Số 9 là cô. Số 10 là không biết nữa. Rồi, Đức An lại tụt xuống số 11 là con. Rồi, bây giờ còn số con cứ hay bị tụt đấy cô. Cứ lên một chút lại tụt xuống một chút. Tụt xuống. Ok, thầy bán cái bài này. Cái môn đầu tiên là gì? Môn đầu tiên là football đúng không? Hay là soccer ấy? Soccer ấy cô. Ờ, tự nhiên số 2 là golf. Ừ, ping pong và table tennis giống nhau mà đúng không? Số 3 là môn basketball này. Số 4 là tennis. Số 5 là cricket. Số 6 là boxing. Số 7 là hockey khúc côn cầu. Số 10 là ở đâu? Số 9 là wrestling là vật. Số 10 là chess. Số 11 là swimming hay là diving nhỉ? Con đúng á, câu đấy. Nhớ nhất với cả bowling. Số 12 là volleyball. Số 13 là rugby. Rồi môn bóng bầu dục. Con chọn football qua bowling. Football à? À ừ đúng rồi. Football ở bên Mỹ thì nó sẽ nói là football, còn nếu mà các nước khác thì gọi là rugby. Số 16 là gymnastics, thể dục dụng cụ. Số 17 là horse riding hay gì ấy. Cô đấy cô làm sai, cô cũng không biết. Số 18 là baseball. Số 19 là surfing à? Surfing. Không phải surfing. Surfing. Ôi cô, nó sống đấy cô. Câu số 20, cô chẳng hiểu câu số 20 luôn. Tôi chỉ hỏi surfing đâu, surfing là chèo thuyền buồm cơ. Số á, để cô xem là cái máy của cô nó có chọn, nó có chạm vào đây được không? Tại vì cô đang không nhìn thấy cái gì trên màn hình của cô ấy. Cô sẽ thử nhấn vào cái short and show answer được không? Ê, trượt lên một tí, trượt lên một tí, trượt lên một tí. Được mà cô, cái nào mà tô đậm... Cái nào mà đậm mẹ là cô. Cái đáp án đấy. Cô ơi cô. Cái mà tô nhạt là không có. Cô ơi cô. Sao con? Cô bảo là cái lớp này dành cho cấp 2 đúng không cô? Đây là một surfing. Ờ đúng rồi con, surfing, số 19 là surfing. Nhưng mà con phải cấp 2 đâu. Con là cấp mấy? Ai vào được miễn là đủ trình độ của cấp 2 là vào được con ạ. Đây quá. Cấp 2 đây. Cấp 2 đây này. Cô thôi con cần phải hết mà. Sợ gì? Hỏi mà. Cấp 2. Rồi, về rồi. Sợ quá à? Con còn trong này không đây? Rồi, vẫn con đỡ con ao rồi. Đây là surfing này. Đây là diving, lặn. Sprint running, điền kinh đúng không? Số 22 là sailing, là chèo thuyền buồm. Đây là archery, bắn cung. Archery, bắn cung. Đây là dressage, cô không biết luôn. Cô chọn là horse riding. Con cũng chọn là horse riding. Ừ. Dressage. Nó nhá. Là gì? Dressage. Ok. Training a form of horse riding perform in exhibition and competition as well as an art. Rồi, nói chung nó cũng chẳng cưỡi ngựa. Đây là trò gì? Đây là cheerleader ấy, kiểu cheer là cổ vũ. Đấy. Số 26, đây là cross country, là cái gì cô không biết luôn. Cha nha. Du hành khắp nơi. Quên cái gì mà ta. Cross country, extending or moving across a country. No. Ôi cô biết sai kìa cô. Cross country skiing, running. À chạy thì như là cũng là một trò chạy, nhưng mà chạy ở vùng quê hay gì. Số 27 là track. Thế có gọi là điền kinh không? What sport is it? Nhưng mà là... sao mới gọi là điền kinh? Có người nhảy 5 thì mình biết qua được cơ. Khó quá, khó quá. Badminton là họ biết sao. What sport is this? Một chữ tờ. À đâu? Racketball. Racketball. Rồi, ok. Sao? Mà cô đang muốn biết là cái sprint và track thì khác gì nhau?
friend. Không biết. Spring. Rồi, thôi cái này chắc là mình phải về tự tìm hiểu thêm thôi. Chứ cô chắc là cô phải tìm hiểu thêm. Buổi sau cô sẽ nói còn phân biệt gì nào. Ok, xong rồi. Xem lại cái bảng tổng sắp này nào. Như chắc spring là chạy tiếp sức đi cô. Spring là tiếp sức á? Chắc không, spring running à? Không chắc cái cô, chắc kiểu nó kiểu chắc nếu nhầm một kiểu theo dây theo từng lộ trình từng giai đoạn cô thì nếu nó như vậy thì nghĩa là kiểu gần giống đồng với chạy tiếp sức cái cô là người này chạy một đoạn xong người là đưa cái vật gì cho người kia để đến đích cái cô. Nhưng cô là muốn biết là tiếng Việt nó dịch là gì cơ, nhưng mà cô nghĩ không chưa phải là tiếp sức. Chạy tiếp sức là gì? Tiếng Anh là gì? Đấy cô hay tra này. Tiếp sức là relay race. À, khác đây con ơi, có nhiều loại chạy lắm. Rồi, thế nhá con nhá, từ 5 tuần sau chúng ta lại học tiếp nha. Hôm nay không có chuyện tâm gì. Quay cô, con sợ là thứ 5 con học cô lại ốm. Rồi, đừng ốm nha, để học cô nha. Rồi, mong là các bạn nào mà thi rồi thì có thể xả hơi. Còn bạn nào chưa thi thì tuần sau con thi tốt và thi là tốt nha. Con thi xong rồi cô ạ. Mấy ngày trước con bỏ rơi tiết học cô. Ừ, vào lớp cô cho chơi là chơi. Vừa chơi vừa học. Ok, goodbye and see you next week. Bye bye. Không hẹn gặp lại cô. See you on Thursday. Không hẹn gặp lại cô. Ơ, hả? Không hẹn gặp lại cô. Không hẹn gặp lại cô. Tạm biệt cô.